Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Lê. Chúng ta tiếp tục với các video của tiếng Anh lớp 7 các bạn ha. Và bây giờ chúng ta vẫn đang làm những cái bài tập, giải các cái bài tập trong sách bài tập của tiếng Anh lớp 7 và cũng đã trong ở Unit 5. Và chúng ta vẫn đang ở cái phần A. Thì bài tập số 1 mình vừa làm xong các bạn. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 là người ta đề nghị mình làm gì? Người ta đề nghị mình là đọc cái bài test, cái bài văn á, ở về bảng Mai và bảng 3 ở trong cái bài tập 1 và bài tập 2 trong cái sách học sinh đó các bạn. Đây này, đây, cái nội dung bài 1 về bảng Mai và bảng 3 ở trong cái unit 5 của chúng ta đây các bạn này. Đó, thì đương nhiên trong tất cả cái nội dung trong sách giáo khoa này á, của mình cũng đã hướng dẫn các bạn học hết rồi, mình đưa lên trên kênh của mình hết rồi. Các bạn vô là bạn biết liền, đúng không nào? Có đầy đủ luôn, sách giáo khoa mình làm xong hết rồi. Thì sách bài tập mình cũng đang trên con đường hoàn thiện hết cho các bạn. Vậy thì bây giờ sau khi chúng ta đọc xong cái phần đó thì chúng ta sẽ kiểm tra những cái cột đúng, tùy vào liệu cái thông tin này là đúng hay là sai, hoặc là không có đề cập. Đó, đúng này, sai này, không đề cập này. Đây, tất cả các thông tin người ta đưa ra chúng ta đó, từ câu A đến câu H này luôn. Thì tí nữa mình sẽ giúp các bạn hiểu từng câu một luôn. Ví dụ nhưng trước khi hiểu thì mình sẽ nắm được cái bài đọc này các bạn nha. Thì thực ra bây giờ thầy dịch lại nhanh cho các bạn thôi. Các bạn nào mà muốn hiểu, các bạn nào muốn nhanh á, thì các bạn mở trong cái sách giáo khoa đó, trong cái danh sách phát là tiếng Anh lớp 7 hướng dẫn học sách giáo khoa, thì các bạn sẽ thấy liền. Thì trong unit 5 này là có ngay vô cái phần A là gặp ngay cái này liền. Thì mình đã hướng dẫn các bạn kỹ rồi. Bây giờ mình dịch nhanh cho các bạn nha. Bạn Mai là một học sinh ở trường Quang Trung. Ở trường Quang Trung, bạn Mai là một học sinh này ở trường Quang Trung. Cô ấy học lớp 7. Cô ấy ở trong cái lớp 7. Cô ấy đi đến trường, cô ta đi học đến trường 6 ngày một tuần, từ thứ hai đến thứ bảy. Những lớp học luôn luôn bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ 15 phút. 11 giờ vá 15 phút á. Tại trường, cô ta học rất nhiều điều về nhiều thứ khác nhau. Rất nhiều điều về nhiều thứ khác nhau. Cô ấy học làm sao để sử dụng một chiếc máy vi tính trong cái giờ các tiết học khoa học máy tính của cô ta. Cô ấy rất đam mê máy tính. Đây là tiết học yêu thích nhất của cô ta. Trong giờ địa lý, trong cái lớp học địa lý của cô ấy học về bản đồ, cô ấy học về những quốc gia khác nhau. Mai nghĩ địa lý là môn học rất là khó. Hôm nay, bài học cuối của Mai là môn vật lý. Cô ấy học một vài cái thí nghiệm, cô ta làm một vài cái thí nghiệm. Đó là bạn Mai. Ok, bây giờ chúng ta chuyển sang bạn 3 nào. Đây, bạn 3 đây, bạn Mai và bạn 3. 3 là cũng học ở trường Quang Trung luôn. 3 đi đến trường Quang Trung học. Anh ấy học lớp 7A. Anh ấy thích học rất là nhiều, có người anh ta rất là đam mê việc học rất là nhiều. Môn học yêu thích nhất của anh ta là môn điện này các bạn này, nghiên cứu về điện á. Trong cái tiết lớp học của này, trong lớp học này anh ta học để sửa chữa nhiều cái thiết bị gia dụng, nhiều thiết bị gắn ở nhà đó. Bây giờ ba có thể giúp đỡ mẹ và bố của anh ta tại nhà. Anh ta có thể sửa chữa bóng đèn, máy giặt và tủ lạnh. Anh ấy rất giỏi trong việc sửa chữa nhiều thứ. Đó, các bạn hình dung được chưa? Trong thời gian rảnh của anh ta học làm sao để chơi được đàn guitar. Anh ta cũng đi đến câu lạc bộ nghệ thuật của anh ta sau giờ học. Cái vẽ của anh ta đó, cái kỹ năng vẽ đó các bạn, vẽ vời á, vẽ tranh đồ đó của anh ta rất là giỏi. Giáo viên của anh ta nói rằng: "Ba ơi, con sẽ trở thành một nghệ sĩ, một người nghệ thuật, nghệ sĩ đó, nổi tiếng vào một ngày nào đó." Đó. Như vậy là cái đoạn bài đọc này thì chúng ta cũng đã hiểu trong cái quá trình học sách giáo khoa rồi đúng không nào? Bây giờ thầy giúp các bạn trả lời nhanh thôi. Ví dụ Mai và ba đang học cùng một trường, chính xác, đúng không? Hai bạn cùng học ở trường Quang Trung. Ba thích cái việc học rất là nhiều, nhưng Mai thì không. Mai có trong bài này có nói Mai không thích học không các bạn? Đây,
Mai thì nó đi học cả tuần rồi, mai luôn tất cả là mai học nhiều thứ và mai đam mê khoa học máy tính vân vân. Mai đam mê khoa học máy tính, như vậy là không phải là mai không thích cái việc học đúng không? Thế thì câu này là sai, đúng có một nửa thôi thì chúng ta cho phép sai nha các bạn ha. Môn học yêu thích của Mai là khoa học máy tính, chính xác luôn các bạn ha. Đó, cái chỗ bài này dễ thôi cho nên thầy giảng nhanh các bạn. Ba, rất đam mê môn điện, chính xác luôn. Đây, bạn ba rất đam mê môn điện này các bạn này. Đó. Ok. Đây, ba, môn học yêu thích nhất của anh ta là môn điện 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 này, điện tử này. Ok. Có lẽ Mai không thích tiết học địa lý của cô ta. Có lẽ Mai không thích. Đây. Như vậy là trong bài á, bạn Mai bảo là môn địa là một môn khó nhưng đâu có nghĩa là bạn Mai không thích đúng không các bạn? Do vậy chỗ này là người ta chưa đề cập. Đó, người ta không có đề cập là cô ta thích hay không. Cô ta chỉ nhận xét là nó là một cái môn địa lý là môn khó, cái giờ học địa lý là khó chứ không phải là nó cô ta thích hay không thích. Cho nên chỗ này là người ta không có đề cập là các bạn chọn này nha. Ok. Ba rất giỏi toán, để ta xem bạn ba có giỏi toán không nha. Ba. Đây, môn học yêu thích này. Rồi ba. Ba giỏi vẽ là một nè, học guitar là hai nè, thích môn điện là ba nè. Rồi ok, không có nói anh ta có giỏi toán hay không giỏi toán đúng các bạn. Vậy thì cái này cũng không đề cập. Trong bài văn không đề cập là ba có giỏi toán hay không. Đó, ok các bạn nha. Rồi, tiếp tục. Câu tiếp theo là tại trường Quang Trung, học sinh học nhiều hơn 4 giờ mỗi buổi sáng. Học hơn 4 giờ mỗi buổi sáng. Chúng ta xem hơn 4 giờ đúng không? Từ 7 giờ. Đây, các lớp học luôn luôn đây này các bạn này. Đây, các lớp học luôn luôn bắt đầu lúc 7 giờ sáng cho đến 11 giờ 15, 7 giờ 8, 9, 10, 11, 11 giờ 15, hơn 7 và hơn 4 tiếng, đúng không? Hơn 4 giờ đồng hồ, chính xác, chọn đúng các bạn nha. 4, 14, 4 giờ 15 phút đó, hơn 4 giờ luôn. Mai có thể sử dụng một chiếc máy vi tính nhưng ba thì không. Trong bài này có nói ba không sử dụng không các bạn? Ba trong bài này người ta không nói ba không thể sử dụng máy tính được, cho nên cũng là chưa đề cập đó các bạn nha. À, chỗ này sai chứ. Mai sử dụng nhưng ba không sử dụng máy tính. À, cái chỗ này thì chưa đề cập thì đúng hơn các bạn. Bởi vì trong bài không có nói các bạn nha. Ok. Đó. Rồi. Như vậy là à như vậy nếu á nếu vậy là từ từ các bạn nha, để thầy suy nghĩ cái chỗ này thử nên chọn. Nếu mà ta chọn cái chỗ này á, ba thì không thể sử dụng máy tính, trong bài nó không nói thì đúng rồi. Thì chỗ này chúng ta cũng cho phép chọn chưa đề cập các bạn nha. Đó, mai ba thích việc trường lớp nhưng mai thì thích thì không thích các bạn. Thực này chỗ này, này không đề cập thì không đúng. Mà chọn sai là chính xác các bạn nha, thầy xin lỗi, thầy hơi lăn tăn chỗ này một tí. Bởi vì sao? Mai cũng rất thích học môn môn khoa học máy tính đúng không? Cho nên Mai cũng rất là thích học trường lớp. Nó khác hoàn toàn cái bản chất dưới này. Bản chất dưới này á thì ba cũng rất là thích học cái môn môn điện này đúng không? Và mặc dù là không có nói anh ta có biết sử dụng máy tính hay không, cho nên là chọn cái này là chính xác này các bạn này. Nhưng chỗ này là nên chọn sai nha. Đừng đừng chọn cái này nha. Chọn cái OF này, này chọn nha các bạn nha. Bởi vì á, Mai đã dù sao cũng đã thích học cái môn khoa học máy tính, cho nên nói Mai không thích cái việc trường lớp á là không được, là không đúng các bạn ha. Thì chọn này là hợp lý hơn. Rồi như vậy là 4 câu đúng, 1 câu sai và 3 câu không đề cập, chưa đề cập trong bài các bạn ha. Rồi. Rồi, như vậy là cái bài tập số 2 này chúng ta cũng đã làm xong rồi. Thực ra bài tập số 2 nó hơi lòng ngằng một cái chỗ là người ta có đề cập hay không đề cập này. Cái chỗ này nó cũng hơi lòng ngằng một xíu. Cho nên là thầy cũng quên để ý là bình thường á, thầy hay giảng cho các bạn là đúng hoặc sai. Chứ còn cái lòng ngằng này thầy quên để ý đi. Nhưng mà bữa nay người ta cho cái này vào. Cho nên trong quá trình thầy làm việc á, thầy cũng không để ý. Cho nên là tí nữa khi thầy để ý lại là thì thầy không là cái chỗ này là đến cái câu cuối này thầy mới nhớ à là nó có đề cập đến chỗ này. Do đó là chỗ này vẫn cái chọn cái sai. Thầy quay trở lại là thầy thấy chỗ này là ok. Không sao các bạn ha. Rồi, như vậy là cái bài tập số 2 cũng là kết thúc. Hy vọng các bạn thấy các video này bổ ích cho các bạn và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục đón nhận thêm nhiều video hay các bạn ha. Đây này, đó cái nội dung cái bài này thì có trong sách giáo khoa hết cho các bạn rồi.
Ok, chào các bạn, hẹn các bạn ở các video tiếp theo của giải sách bài tập này.